Giáo dục địa phương 6 tuần 2 học kỳ 2 này thì cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu về chủ đề 1, vị trí địa lý và đặc điểm lãnh thổ của thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề 1 này gồm có 3 nội dung. Thì nội dung thứ nhất và nội dung thứ hai về vị trí địa lý và đặc điểm lãnh thổ thì cô và các em đã tìm hiểu ở tiết trước. Trong tiết này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu nội dung còn lại, nội dung 3, đó là ảnh hưởng của vị trí địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trước khi học nội dung 3, thì cô và các em sẽ cùng ôm lại một vài kiến thức ở nội dung 1 và nội dung 2 mà chúng ta đã học ở tiết trước nhé. Các em có thể trình bày cho cô vị trí địa lý của thành phố Hồ Chí Minh không? Thì quan sát hình vẽ ở kế bên, chúng ta có thể dễ dàng thấy được là thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp 6 tỉnh. Phía Bắc và phía Đông là các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Phía Tây là các tỉnh Tây Ninh, Long An và Tiền Giang. Phía Nam thành phố tiếp giáp Biển Đông mà trực tiếp là Vịnh Đồng Tranh và Vịnh Gành Rái. Câu hỏi thứ hai cô dành cho các em là các em có thể kể tên cho cô các quận, huyện, thành phố của thành phố Hồ Chí Minh không? Thì thành phố Hồ Chí Minh bao gồm một thành phố, 16 quận và 5 huyện. Gồm có cụ thể là thành phố Thủ Đức. 16 quận thì gồm có quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 10, quận 11, quận 12, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, Gò Vấp và Phú Nhuận. 5 huyện thì gồm có huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè. Phần về nhà ở tiết trước, cô có giao cho các em câu hỏi sau đây. Dựa vào bảng 1, em hãy nhận xét diện tích và dân số các quận, huyện năm 2019 của thành phố Hồ Chí Minh. Em hãy nhận xét mật độ dân số các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi nhận xét, các em sẽ nhận xét cho cô theo hướng sau đây. Đó là quận huyện nào có diện tích, dân số hoặc là mật độ dân số cao nhất, cao nhì, cao ba và thấp nhất. Các em đã có câu trả lời chưa nào? Nhận xét diện tích các quận huyện năm 2019 của thành phố Hồ Chí Minh thì có diện tích cao nhất là huyện Cần Giờ, tiếp đến là huyện Củ Chi và thứ ba là đến huyện Hóc Môn. Có diện tích thấp nhất là quận 4. Còn về nhận xét dân số các quận huyện năm 2019 của thành phố Hồ Chí Minh thì có dân số cao nhất là thành phố Thủ Đức, tiếp đến là quận Bình Tân và thứ ba là đến huyện Bình Chánh. Còn có dân số thấp nhất là quận 1. Nhận xét mật độ dân số các quận huyện năm 2019 của thành phố Hồ Chí Minh thì có mật độ dân số cao nhất là quận 4, tiếp đến là quận 10 và thứ ba là quận 11 của chúng ta. Có mật độ dân số thấp nhất là huyện Cần Giờ. Các em có thể trình bày ảnh hưởng của yếu tố vị trí địa lý với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh hay không? Thì phần này để cho dễ học, dễ nhớ, dễ thuộc thì cô sẽ hướng dẫn các em trình bày theo bảng dưới đây. Sẽ gồm có phần tự nhiên và kinh tế xã hội. Và ở mỗi phần sẽ có nêu thuận lợi và khó khăn. Thì lát nữa cô hướng dẫn
các em sẽ ghi kỹ cái bảng này vào trong vở cho cô. Trước tiên, ta sẽ cùng tìm hiểu về phần tự nhiên. Thì gồm có những nội dung sau đây. Thứ nhất, vị trí địa lý. Thuận lợi đó là có cảng biển lớn, nằm gần các tuyến đường hàng không và hàng hải, giúp phát triển kinh tế trong và ngoài nước. Thứ hai, khí hậu. Thì thuận lợi là có hai mùa khô mưa rõ rệt và không bị ảnh hưởng trực tiếp của bão. Khó khăn thì đó là nhiệt độ tương đối cao vào mùa khô. Thứ ba, về cảnh quan thiên nhiên. Thuận lợi đó là có ba hệ sinh thái rừng: rừng nhiệt đới ẩm mưa mùa, rừng úng phèn và rừng ngập mặn, giúp điều hòa khí hậu. Khó khăn đó là rừng ngập mặn còn nhiều ở Cần Giờ. Thứ tư đó là về thiên tai. Thì thuận lợi là không bị ảnh hưởng nhiều của bão. Thứ năm đó là sông ngòi. Thì thuận lợi là có nhiều sông, kênh, rạch. Khó khăn đó là thường xuyên bị ô nhiễm nguồn nước. Thứ sáu đó là địa hình. Thì thuận lợi đó là đồng bằng nên thuận lợi xây nhà, trồng trọt, chăn nuôi. Khó khăn đó là một số vùng trũng thấp ngập nước vào mùa mưa. Tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu về phần kinh tế xã hội. Thì thứ nhất là về dân cư. Thuận lợi đó là đông đúc người lao động có trình độ cao, thu hút lao động cả nước tập trung lớn tại đây. Khó khăn đó là nhiều người thì dẫn tới khó khăn trong việc quản lý và tệ nạn xã hội nhiều. Thứ hai là về giao thông vận tải. Thì thuận lợi đó là đầu mối giao thông vận tải lớn nhất khu vực phía Nam, cơ sở hạ tầng hiện đại, có cảng Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất, phục vụ cho việc phát triển kinh tế giao lưu với nước ngoài. Khó khăn đó là kẹt xe, ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Thứ ba đó là về thương mại. Thì thuận lợi đó là trung tâm kinh tế lớn của Đông Nam Bộ, có nền kinh tế lớn nhất cả nước, cung cấp nguồn hàng hóa lớn cho xuất khẩu. Thứ tư là về đầu tư nước ngoài. Thì thuận lợi đó là thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, nhiều tập đoàn kinh tế lớn có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Khó khăn đó là vốn đầu tư của nước ngoài còn ít. Năm, về văn hóa thì thuận lợi đa dạng phát triển nhất cả nước. Khó khăn, ảnh hưởng văn hóa phương Tây. Thứ sáu là về khoa học kỹ thuật thì thuận lợi phát triển nhất cả nước. Khó khăn đó là người lao động chưa đáp ứng đủ yêu cầu nên phải đào tạo thêm. Về nhà, các em hãy chép bài và học thuộc những phần có biểu tượng quyển vở và cây viết. Sau đó, các em thực hiện cho cô thêm yêu cầu sau đây. Hãy tô màu quận huyện nơi em đang ở và nơi có trường học của em. Trường học của em ở quận huyện thành phố nào? Có các quận huyện thành phố nào xung quanh? Hãy giới thiệu về quận huyện nơi em đang ở. Và các em giới thiệu về quận huyện nơi các em đang ở, có thể các em vẽ theo cái hình ảnh gợi ý kế bên. Các em sẽ ghi quận huyện nơi các em đang ở, vị trí, diện tích, dân số, điểm đến nổi tiếng và điều em yêu thích ở quận huyện nơi các em ở. Tiết giáo dục địa phương 6 tuần này đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong tiết giáo dục địa phương 6 tuần sau nhé.